Gia thế diễn viên Vuka vợ sắp cưới của Jin Tuấn Kiệt Vuka sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp Trong một gia đình khá giả Cô nàng chưa bao giờ bận tâm chuyện tiền bạc Cô có quãng thời gian dài hạnh phúc Trong sự sung túc ấm no Thậm chí là dư giả Của một gia đình có điều kiện Vuka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ Sinh năm 89 Hiện đã 33 tuổi Cô sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp Đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh Puka có chiều cao 1m62, là một diễn viên hài, diễn viên truyền hình, làm MC cho một số chương trình truyền hình. Puka là một diễn viên MC nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu phía Nam. Cô nổi tiếng với sự duyên dáng, hài hước trên sân khấu cùng gương mặt khả ái, xinh đẹp. Sống một cuộc sống trong sạch và không có scandal, ghi điểm bởi lối diễn xuất chân thực, sinh động và vui vẻ trên sân khấu. Ngoài đời, Puka có nội tâm sâu sắc, đối mặt với nhiều sóng gió. Gần đây Puka thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế sao nhập ngũ cùng nhiều ngôi sao khác như Hoài Minh Di, Minh Tú, Cara Phương. Được biết đến là diễn viên hài trẻ đẹp nổi bật trên sân khấu thế giới trẻ, Puka luôn lôi cuốn khán giả bằng những vai diễn sinh động, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của mình trong các chương trình. Ơn rời cậu đây rồi, cười xuyên Việt. Với sự lao động nghiêm túc không ngừng nghỉ, Puka trở nên hot ở làng hài phía Nam, khác hẳn với những vai diễn hoạt mát, tưng tửng, nói nhiều trên sân khấu ngoài đời Puka điềm đạm và sống nội tâm. Năm 2008, Puka thi rớt học viện hàng không và quyết định từ Đồng Tháp lên Sài Gòn để học sân khấu điện ảnh. Puka chia sẻ, cô thần tượng nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, diễn viên như Phúc nên quyết tâm theo đuổi con đường khó khăn này. Puka may mắn được vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, Thanh Kim Huệ chỉ điểm cho khóa đào tạo diễn viên của công ty Lasta. Tại đây cô được học diễn từ những bậc thầy trong ngành sân khấu điện ảnh như đạo diễn Đào Bá Sơn, diễn viên Minh Nhí, Công Ninh. Nhận thấy đam mê như lửa được châm dầu, Puka nhanh chóng thi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và chinh phục khán giả qua những vai diễn hài hước trên sân khấu. Nữ diễn viên bắt đầu chạm ngõ sân khấu bằng một vai diễn nhỏ trong một vở diễn họa hồn. Sau đó cô trở thành cái tên quen thuộc của sân khấu thế giới trẻ với hàng loạt vở diễn đời như ý hay thần tiên cũng nổi điên vân vân không chỉ có lối diễn tưng tưởng hài hước, Puka lấy nước mắt của khán giả qua những phân cảnh xúc động trong những vở chính kịch. Năm 2016, Puka trở thành Á quân cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, chương trình giúp cô đến gần hơn với khán giả truyền hình, trở thành một trong những nữ diễn viên hài được yêu thích trong sân khấu phía Nam. Không chỉ bó mình trong biên giới của sàn diễn sân khấu, Puka tích cực hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau. Cô tích cực xuất hiện trên phim truyền hình, vai diễn nổi tiếng gần đây của Puka là Trinh, người em chồng lơ ngơ, ngơ ngáo nhưng cũng đầy toan tính của công trong gạo nếp gạo tẻ. Puka cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh của các đạo diễn nổi tiếng như Chạy đi rồi tính của Nam Sito Bảo Nhân về quê ăn Tết của Ngô Thanh Vân. Ngoài ra, nhờ tính cách hài hước hoạt ngôn, Puka đắt sâu tham gia game show. Cô xuất hiện ở nhiều chương trình như Thử thách người nổi tiếng, 100 triệu một phút, vân vân. Hầu hết các chương trình mà Puka tham gia đều nhận được phản hồi tích cực cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Năm 2016, Puka đoạt giải nữ diễn viên triển vọng của giải thưởng ngôi sao xanh với phim Cô thắm về làng. Năm 2017 và 2019, cô được đề cử giải mai vàng với những vai diễn trên sân khấu hài kịch. Puka kín tiếng trong đời tư, cô từng công khai hẹn hò với người đầu tiên trong showbiz là đạo diễn Diệp Tiên. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác chương trình Cười Xuyên Việt và trở thành người yêu sau một tháng tìm hiểu. Tuy nhiên đạo diễn Diệp Tiên khi ấy được nhiều người bàn tán là chàng trai đào hoa lăng nhăng. Thậm chí nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng nói với Puka, Diệp Tiên xài tiền khủng khiếp, lăng nhăng kinh khủng mà sao con quản được. Tuy nhiên vượt qua những nghi ngờ bàn tán, sự chân thành của Diệp Tiên dần tạo được sự tin tưởng với Puka. Họ thường xuyên xuất hiện hạnh phúc trong những sự kiện của sân khấu. Cả hai từng có dự định tiến đến hôn nhân, nhưng vào năm 2019, Puka bất ngờ xác nhận cô và Diệp Tiên đã chia tay. Lý do chia tay sau 3 năm hẹn hò là họ không còn hòa hợp, không chung quan điểm sống và kết thúc sớm sẽ tốt hơn cho cả hai. Puka bày tỏ, dù chia tay, quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai. Và mới đây mạng xã hội bùng nổ trước thông tin, Duyên Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Puka. Đây là cái kết đẹp được cả dàn sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi thu hút gần một triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng ngay sau đó, Duyên Tuấn Kiệt và Puka cùng lộ diện trong buổi sinh nhật thân mật của Duyên Tuấn Kiệt. Lần đầu xuất hiện với cương vị mới là vợ chồng sắp cưới, Puka và Duyên Tuấn Kiệt ngồi sát cạnh nhau, khuôn mặt của cặp đôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau pha trò lấy lội với dàn khách mời. Những người bạn thân thiết của Puka và Duyên Tuấn Kiệt như Huỳnh Lập, Chris Phan, Đại Nghĩa, Anh Tú, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập, đều có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Bố mẹ Duyên Tuấn Kiệt cũng xuất hiện trong dịp này. Đây là lần đầu tiên Puka công khai xuất hiện trong khung ảnh cùng bố mẹ chồng tương lai. Trước khi xác nhận cưới, Puka đã nhiều lần bị soi, tham dự buổi tiệc thân mật cùng gia đình Duyên Tuấn Kiệt. Có thể thấy mối quan hệ của Puka và nhà vị hôn phu rất thân thiết gắn bó từ nhiều năm qua. Cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm. Hy vọng đám cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt sẽ thành một đám cưới thế kỷ, được nhiều bạn bè đồng nghiệp và fan mong chờ nhất. Puka lên tiếng về ảnh diện áo dài đỏ đeo vàng nặng cổ như cô dâu, dân tình đếm ngược chờ ngày vui. Sáng ngày 13 tháng 9, quản lý của Duyên Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh Puka duyên dáng trong áo dài đỏ, đeo bộ trang sức cưới bằng vàng sánh vai bên Duyên Tuấn Kiệt điển trai lịch lãm với bộ vét trắng. Ngay lập tức dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi đã bí mật làm lễ ăn hỏi sau khi công khai chuyện cầu hôn vào ngày 6 tháng 9. Mới đây trên trang cá nhân Puka chia sẻ lại hình ảnh với thắc mắc của một khán giả, hôm nay là lễ ăn hỏi của hai anh chị đúng không? Vì Puka Duyên Tuấn Kiệt lên đồ đi sự kiện với outfit giống như cô dâu chú rể, nên không ít khán giả hiểu lầm. Cả hai bí mật tổ chức ăn hỏi. Trước sự việc này, Puka nhanh chóng lên tiếng đính chính. Không nha em, chỉ là sự kiện chung mà ngại quá nè. Jin Tuấn Kiệt bảnh bao trong bộ vét trắng, còn Puka nền nã trong trang phục áo dài truyền thống. Thoáng qua ai cũng ngỡ, cả hai đang là nhân vật chính trong ngày trọng đại. Cũng tại sự kiện Puka nổi bật khi đeo set trang sức trị giá hơn 180 triệu đồng cho set full 4 sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại. Hình tượng trầu tem cánh phượng của bộ trang sức tạo nét lá trầu theo cánh phượng uyển chuyển bên ngoài, bao bọc bên trong là quả cau thể hiện ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm sát son của đôi lứa. Duyên Tuấn Kiệt tự tin thể hiện sự ga lăng như kéo ghế, mở nước cho người thương khi được hỏi nghĩ gì về trang sức puka đang đeo anh nói chỉ cần người phụ nữ của mình chọn anh đều thấy đẹp khi được hỏi về cách xưng hô hiện tại với vợ tương lai duyên tuấn kiệt ngượng ngùng cười nói em kêu là puka em thích gọi gì em gọi phải có lúc này lúc kia mới vui chứ hiện tại khán giả đang nóng lòng chờ ngày gặp đôi lên xe hoa phía puka cho biết cặp đôi đang dự định làm đám cưới vào cuối năm nay trường giang trước đó vô tình úp mở về chuyện có thể cặp đôi sẽ có một đám cưới thật ngoài đời vào cuối năm nay Hôm nay mình tổ chức đám cưới cho Jin và Puka. Nay tổ chức giả. Biết đâu tháng 11, tháng 12 này mình tổ chức thật thì quá trời hạnh phúc luôn. Nếu ông chờ xe duyên và hai đứa yêu nhau thật sự thì đến với nhau chứ ngại gì. Hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện hoành tráng nhất nhì vebit vào cuối năm khi quy tụ dàn sao Việt đình đám tham dự. Trước đó mạng xã hội bùng nổ trước thông tin. Duyên Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Puka. Đây là cái kết đẹp của cặp nghệ sĩ trẻ sau 4 năm hẹn hò, được cả dàn sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi đã thu hút gần một triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng. Duyên Tuấn Kiệt và Puka là một trong những cặp đôi chị ơi anh yêu em của Vbiz nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29, Duyên Tuấn Kiệt chính thức thông báo chốt đơn Puka thành công. Nam ca sĩ viết, Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai già sớm hơn, chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin, cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua, nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Trước đó Puka từng tiết lộ về hình mẫu chồng lý tưởng. Từ trước đến giờ tôi chỉ thích yêu người trong nghề vì đặc thù công việc tôi tiếp xúc với nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn đến ghen tuông mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc trưởng thành không quan trọng tuổi tác bên cạnh đó duyên tuấn kiệt cũng từng chia sẻ về gu nửa kia tôi thích bạn gái cá tính chững chạc trưởng thành và nấu ăn ngon tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều